Dạ vâng, cửa hàng nông cơ cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh em quý vị các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lên tiếp cho các bác xem một máy cơ xích mới S230 này, hiệu Estin. Đó, một chiếc máy cơ tuyệt phẩm đúng không? Đẹp cực kỳ các bác nhá. Đó, thêm cái thùng nữa thôi là thành cái máy mới rồi. Hôm nay thì cửa hàng chúng em lại về thêm một con máy cực kỳ đẹp, dòng Estin mới S230. Máy móc cực kỳ hiếm các bác nhá, dìn từ A tới Z cho các bác. Máy móc siêu siêu đẹp luôn các bác nhá. Đó, về tổng thể ngoại hình thì con này thì không phải chê cái gì nữa rồi, đời cực kỳ cao các bác nhá, sản xuất năm 2020 này. Đó, và dòng này là dòng bãi các bác nhá, 230, cân nặng 4,6 kg. Đó, tổng thể công suất là 40,2 cc các bác nhá. Đó, một chiếc máy cực kỳ đẹp, nhìn tổng thể cái máy thì như mới luôn các bác nhá. Đó, nói chung là con này thì các bác về thì bọn đóng vào cái, có cái thùng mới thì bỏ vào là thành cái máy mới được thôi, không có cái gì chê của nó cả. Đó, máy móc cực kỳ đẹp các bác nhá, zin từ A tới Z cho các bác, zin đảm bảo cho các bác zin 100%, hàng chưa hề bung biếc máy móc gì cả. Đó, ốc ấy, sáng kén luôn các bác nhá, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Đó, tổng thể cây máy này làm zin hết của nó nha, từ A tới Z các bác này. Đó, cho các bác xem qua cây làm chuẩn Made in Germany các bác nhé. Đó, làm xích của nó đây. Đó, con này thì xài làm bánh xe nhá, zin của nó là làm bánh xe các bác nhé. Đó, cắt của con này thì con lam con này thì được 40 cm này, 40 cm. Đó, còn máy móc thì đảm bảo cho các bác zin từ A tới Z cho các bác luôn. Tổng thể của cái máy đây, ốp này cực kỳ đẹp các bác nhé. Đó, phần áo gió thì không phải chê gì nữa rồi. Đó, các bác nào ưng ý hoặc muốn tham khảo thì có thể nhấc máy lên và liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0354392929 để đặt hàng các bác nhé. Đó, và anh cũng xài số Zalo số đó luôn, các bác nào ưng ý hoặc tham khảo cho em, đó, liên hệ trực tiếp qua em để đặt hàng các bác nhé. Đó, và con này là dòng sưu tầm nên giá của nó thì sẽ không hề rẻ các bác nhé. Đó, các bác nào mà kinh phí thấp thì muốn lựa chọn hàng rẻ thì có thể vào kênh Luật Estin của em để lựa chọn những dòng máy cưa giá rẻ khác các bác nhá. Đó, bên em thì dòng cưa hàng siêu tầm cũng có, cưa giá rẻ cũng có. Đó, thì các bác cần những dòng hệ nào thì có thể liên hệ cho em. Còn dòng này thì phù hợp về cho các bác là siêu tầm cũng như là về ưng ý và muốn máy cực kỳ đẹp thì có thể lựa chọn một em này, con này thôi. Đó, cho các bác là cực kỳ khó tính thì lựa chọn, nên lựa chọn em này. Đó, thằng xích thằng trước bài bản nguyên các bác nhá. Nói chung là máy này thì em đảm bảo cho các bác là zin từ A tới Z rồi, hàng chưa bung biếc máy móc gì cả. Đó, nóng hơi rin nguyên bản, không có việc gì về lan tan. Máy này mà các bác kiếm được điểm nào mà bỏ zin lô thì em tặng luôn cho các bác cây máy. Đó, nhập zin của nó nguyên cây là như thế này luôn các bác nhá. Đó, máy móc cực kỳ đẹp. Giá con này thì các bác nào ưng ý muốn tham khảo thì liên hệ cho em sẽ báo giá các bác nhé. Đó, vâng, và bây giờ thì em sẽ test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn này, nghe qua tiếng máy để nghe xem là tiếng nổ nó sẽ như thế nào các bác nhé. Máy móc cực kỳ đẹp các bác nhé. Các bác nào ưng ý và muốn tham khảo thì có thể liên hệ cho em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác ở video sau.